Vô, chào mừng các bạn quay lại với lại sân cầu lông Phủi Bầu Các Ba. Trận đấu các vị đang chuẩn bị xem. Bên kia phía xa áo trắng là ông Việt, phía sau là Sở Khanh. Còn áo màu đậm đậm là Kiều Oanh cô gái. Còn bên này áo đen đứng sau Cường Nhỏ, áo đen đứng trước Hồng Thấm, áo tím Mộng Mơ Kim Anh. Tỷ số đang là 2-0 nghiêng về đội của Cường Nhỏ, Thấm với lại Kim Anh. Việt Khanh, Khanh, Khanh đánh vô lưới, một hình ảnh quen thuộc. 3-0 Cường Khanh, Khanh. Tất cả bên kia là bên kia, tất cả trong cãi vào anh Việt. Việt là phải không? Đó, anh Việt nữa, anh Việt. Trời ơi, nhưng mới được khen. Mặc dù tuổi tác thì không còn trẻ nhưng mà đều đột quái là bị thừa. Thấy chưa? Đột quái của anh Việt là bị thừa. Ai mà ai là có nhu cầu mua đột quái anh Việt cũng bán cho. Kiều Oanh giao cầu, Kim Anh, Sở Khanh, Cường Nhỏ, Hồng Thấm, Cường Nhỏ, Sở Khanh. Hình ảnh quen thuộc, đánh vào lưới hình ảnh quen thuộc. 5, 3. Quên. Cường Nhỏ hay quá, vô cùng chính xác. Cường Nhỏ trái vừa rồi đã thể hiện được đẳng cấp của mình, ngang hàng với Hà. Vô. 6, 3, vô. Quên. Rồi, thanh việc chưa? Đó, thấy anh Việt đã thấy là đồ quấy của anh Việt chưa? Đánh đâu là vô cùng quái luôn, chứ không phải quái thường. Quái này là hơi bị quá. Vô, Kiều Oanh. Kiều Oanh à, cố chấp nè. Kiều Oanh có đặc điểm là cố chấp. Cương pha này dài ghê luôn, không biết bên nào dài cao bao nhiêu. Bảy mấy mấy rồi ơi, không biết bao nhiêu luôn đó. Kiều Oanh đó, đó giờ rồi là Kiều Oanh có một pha lên lưới. Kiều Oanh này là hơi cố chấp, có một thầy, có một sư phụ là có thể coi là đẳng cấp là ngoài hành tinh. Nhưng mà hả, muốn huấn luyện Kiều Oanh trở thành siêu sao nhưng mà cô ấy đã từ chối một cơ hội, mà từ chối thầy ngoài hành tinh để cho trở thành siêu sao mà từ chối. Anh Việt, anh Khanh, phan pha này nha. Ăn pha này nha. Ăn. Ăn đi. Ăn đi mà. Làm ơn ăn đi. Ăn miếng đi. Ăn đi, đừng có bỏ pha này nha. Khanh, đừng có nhẹ nhẹ mà không qua nha Khanh. Trời ơi, tôi cổ vụ vậy mà cũng không được hả? Hay quá, ăn đi. Ngoài nghe văng vẳng bên tai, tỷ số đang là 5-9 có đúng không? Rồi 5-9 vô. Tâm thích. Ôi không được rồi. 0-5, 10-5 đổi bên. Phía bên này bây giờ là Việt, Sở Khanh với lại Kiều Oanh là thuận gió. Còn bên kia ngược gió sẽ làm gì? Ngoài Cường Nhỏ vừa rồi đã đánh hỏng một quả rồi, rất là tiếc cho Cường Nhỏ. Bây giờ Kiều Oanh giao cầu 6-10 vô. Kiều Oanh tốt cầu 70, sẵn sàng, luôn luôn sẵn sàng, vô đi. Rồi Kim Anh nè, Sở Khanh, Sở Khanh đừng có quên hỏng nha. Sở Khanh Việt hay quá anh Việt ơi. Trời ơi, đánh một quả xong mà vừa quyết liệt, vừa chính xác mà vừa tinh tế, là tập trung hết vô quả cầu của anh với anh Việt ơi. Vô quên nữa đi, tiếp tục phát huy, phát huy. Trời ơi, cái quả trước nó hay bao nhiêu thì quả này nó dở bấy nhiêu.
nó dơ gì mà nó tập trung hết chứ quả này vừa không tinh tế mà vừa tay căng da mà vừa di chuyển gì đâu chờ rồi cái gì tập trung hết vô cái trái dơ vậy. Quên đi coi, quên nữa thà chết. Có khi nào tôi làm cho anh tôi hại anh không? Anh có biết bây giờ là đang trực tiếp hay không? Cả thế giới đang xem chúng ta. Đi. Đây. Bạn thân mến, bạn đang xem là cầu lông mặc dù là U60 nhưng mà đều hả cũng rất là hấp dẫn. Mà nếu mà các bạn đã xem thì làm ơn để lại một comment gì đó ha, để mà cho biết là có tương tác ha. Ví dụ như là có thể nói là anh Sử Khanh quýnh dở, hay là cô Kiều Oanh quýnh quá dở, hay là Hồng Thắm quýnh không thể chấp nhận được, vẫn ok. Cứ comment vào là chỉ cần thấy có comment là được rồi. Và chúng ta hãy coi như là để mà khi đọc comment đó là ở bên này á, các cô chú hiểu là nói sự thật vậy đi. Đó, quýnh đi. Quýnh. Quyết liệt vô, mạnh vô. Mạnh, trời ơi. Đâu nè, coi chừng nó bỏ nhỏ nè. Wow. Bao nhiêu rồi? 1-3 Khanh là hai quýnh hỏng lắm đó nha, Khanh. Trời, thơm được rồi. 4-11 đó. Đó. Vô. Quýnh đi. Rồi, 12-14 Trận này là có vẻ là khá căng thẳng sức, mặc dù bộ đội của Sử Khanh đang thua 2 điểm. Tuy nhiên thì được thuận gió, 2 điểm có thể sang bất cứ lúc nào. Rồi, coi chân. Ăn xuống. Còn. Wow, 5-2. Vậy rồi là có một quả rất hay, ý tưởng thì cũng rất hay. Tuy nhiên thì thực hiện nó lại không hay. Khanh ơi. Giết. Rồi, ở trái đó mà không cường nhỏ mà không đỡ lại đi ra ngoài rồi. 3-5 Tập trung vô. Ok. 4-5 Khoảng cách bây giờ chỉ còn 1 điểm thôi. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra. Khanh. Mạnh lên chút Khanh. Trời ơi, chết rồi. 6-4 Lại là 2 điểm nữa rồi. Mới gỡ được 1 điểm, bây giờ là khoảng cách lại là 2 điểm rồi. Bây giờ là 16-14 nghiêng về đội cho cường nhỏ Hồng Thắm với lại Kim Anh. Giết. Sử Khanh. Ngoài. 5. Quýnh đi. Quất nè. 7-5 Quýnh đi. Ôi, không những không rút lại mà giờ nó giãn ra rồi. 8-5 18-15 nghiêng gì cho đội cường nhỏ Kim Anh Hồng Thắm. Rồi giết Sử Khanh với lại Kiều Oanh. 16-18 Đối diện với lại nguy cơ thua trận kinh điển này rồi. Ui, quên. Hay quá. Việc vừa rồi đó, hay quá đi. Hay lắm Việc ơi. Tiếp tục phát huy đi Việc ơi. Đây. Sử Khanh. Ừ. 18 đều. Bây giờ đã đều rồi. Như vậy là bây giờ đội của Sử Khanh đang lợi gió nè. Điểm thì đã sang bằng đội. Giết. Anh Giết. Ừ. Ngoéo cầu rất chuẩn. Trời ơi, dễ quá. Được 19-8 rồi. Làm gọi luôn. A à, trời anh ơi. Trời ơi, chồm quá làm gì, sao anh Việt mà cũng dành của anh vậy. Chết rồi. Hay quá, cơ hội nè, ai đập nè. Nếu anh Việt đập thì lui xuống chút anh Việt ơi, lui xuống chút. Để cho Khanh nha, rồi ai đập. Khanh phải không? Trời, Khanh đập yếu quá không được đâu. Trời ơi, chết tao.
20 đều, rất căng thẳng. À, cầu trào lên cao rồi, kêu quanh làm gì? Rồi xong hết rồi, sao đưa cầu cho bà chị đập dài chết rồi. 1-0, 21-20. Tình thế diễn ra, ây dạ, rồi, cơ hội, mạnh lên. Ừ, hay quá, 21 đều, lại tiếp tục căng thẳng nè. Giao cho chuẩn Vinh Việt, nhắm đàng hoàng. Ơ chồng. Trời ơi, các anh đánh có nhiều cơ hội, các anh đã bỏ qua rồi. 22-21. Rồi. Quyết liệt vô. Không quyết liệt là không được đâu. Ngoài 22 đều. Đây nè, cơ hội nè. Ê, bây giờ nè, đổi người xuống khanh lên trên, việc xuống dưới là ăn luôn á. Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy trời? 23 mai. Rồi. Ngoài rồi. Rồi. Ừ, con. Con đi. Win. Ừ. 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 Không hiểu chuyện gì đã xảy ra luôn.